Xin chào các bạn nha, đây là ca trả kết quả mụn của La nha. Thì hình ảnh các bạn thấy đây là hình ảnh của bạn này sau khi điều trị mụn tại La nha các bạn. Các bạn có thể tham khảo những hình ảnh trước khi điều trị mụn của bạn này dưới phần comment giúp La nha. Thì những cái da mà các bạn đã từng sử dụng sản phẩm bầm lột hay thuốc bắc là 100% các ca cái tình trạng mụn nó như nhau. Có nghĩa là cái mụn nó sẽ li ti toàn bề mặt nha các bạn. Và nó ẩn với bên trong, nó li ti hết khắp bề mặt. Và làn da của các bạn rất yếu, đụng vào xí là đỏ, đụng vào xí là đỏ, thậm chí ra nắng là các bạn đỏ bừng bừng luôn ấy. Thì hiện tại ai cảm thấy da mình đang ở tình trạng như thế này thì hãy inbox trực tiếp cho La. Các bạn có thể tới để La soi da miễn phí cho các bạn nha. Các bạn có thể là tham khảo hình ảnh dưới comment giúp La nha. Còn đây là 100% khi bạn này sau khi điều trị mụn tại La xong, các bạn thấy nền da rất là khỏe nha, các bạn thấy không? La có làm kiểu gì nó cũng không đỏ cả. À, và làn da này, bạn này hiện chưa điều trị thâm nha các bạn. Và những làn da mỏng này khoan điều trị thâm cho La. Các bạn chỉ cần là bôi phục hồi thôi là làn da của các bạn đã ok rồi nha. Các bạn đừng có nghĩ ra rằng là cứ ham phi hay lăng kim nó sẽ hiệu quả, thật ra nó sẽ là hiện tượng ảo để đánh mất thị giác của mình thôi. Khi mà các bạn lăng như vậy là da của các bạn rất là mỏng đỏ luôn ấy, nên là những cái da từ La ra là không bao giờ lăng hay phi kim nha các bạn. Bên La tuyệt đối không lăng hay phi kim, tại vì những của làn da của các bạn đã mỏng đỏ và đã yếu rồi thì chỉ dùng những cái sản phẩm an toàn lành tính nhất nha các bạn. Đây, các bạn cùng theo dõi lại hình ảnh nha. Các bạn có thể so sánh hình ảnh dưới phần comment giúp La nha.